Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Gần đây chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các cái phản hồi từ phía khách hàng trên toàn quốc đang tham khảo các mẫu hoành phi câu đối. Thì video clip ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2021, cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành sẽ quay chi tiết bộ hoành phi câu đối lòng mo và cách tư vấn chi tiết tới quý khách hàng, cũng như hướng dẫn quý khách hàng về các cái thông số kích thước làm về câu đối lòng mo. Trên hình quý vị và các bạn đang xem, đây là những người thợ của chúng tôi đang dùng các cái cỗ máy quật có lắp giấy ráp để làm nhẫn các cái bề mặt họa tiết hoa văn được điêu khắc nổi trên câu đối lòng mo, hay còn gọi là câu đối lòng máng. Và nhiều nơi trên thị trường Việt Nam hiện nay thì gọi đó là câu đối ôm cột. Cột thì có hai dạng, đó là cột bê tông hoặc cột gỗ. Trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi cũng hướng dẫn quý khách hàng có thể đo các cái thông số chi tiết để làm được hoành phi câu đối đúng cách tại nhà mà không cần cơ sở đến trực tiếp để đo. Trên mình quý vị và các bạn đang xem thì đây là cỗ máy để làm nhẫn các cái bề mặt họa tiết hoa văn của câu đối lòng mo với thông số kích thước là dài 2m17, thuộc cung số đỏ số đẹp và chiều rộng là 38cm ôm cột. Đây là câu đối vế phải, đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh, có các cái phụ đề tiếng Việt kèm theo. Phía trên thì là rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới thì là lãng hoa quả đào. Toàn bộ bên trong câu đối lòng mo được điêu khắc các cái bản chữ Hán Nôm tổ tông công đức thiên niên thịnh trên nền gấm chữ thập, và xung quanh phần diềm đó là hoa lá tây. Chúng tôi sẽ quay rất chi tiết cho quý vị trên toàn quốc có thể theo dõi. Và câu đối lòng mo này nó có hai cái dạng hình thức để chúng ta có thể tham khảo đặt hàng. Thì trên hình quý vị và các bạn đang xem, đây là câu đối lòng mo dạng ghép 38cm, được ghép 3 tấm chiều dài lại với nhau để làm giảm cái giá thành khi chúng ta có thể sử dụng và mua sắm được dễ dàng. Còn dạng thứ hai đó là hoành phi câu đối lòng mo mà liền khối, thì câu đối sẽ được làm liền một tấm thì giá thành nó sẽ đắt hơn. Đó là hai dạng về câu đối lòng mo. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bức hoành phi. Bức hoành phi này có thông số kích thước như sau: chiều dài là 1m97cm, chiều rộng là 67cm, tấm ván bên trong phần khung tranh dày 3cm liền tấm, có điêu khắc các cây tứ quý bốn mùa xen kẽ giữa ba chữ Hán Nôm, đó là Đức, Lưu, Quang. Và về ý nghĩa của bộ chữ Hán Nôm thì nhiều người vẫn đang chưa biết về ý nghĩa của bộ chữ Hán Nôm Đức, Lưu, Quang. Thì trong video clip này, cơ sở cũng giới thiệu và nói lại cho quý vị một lần nữa. Đức, Lưu, Quang thì là ý nói tức là đạo đức tốt, sáng mãi và lưu truyền về sau này cho con cháu được noi theo. Khi chúng ta treo các cái tấm biển hoành phi này ở phía trên phòng thờ gia tiên. Và bộ ba chữ Đức Lưu Quang này được sử dụng trong phòng thờ gia tiên tới 99% trên thị trường hiện nay. Và 99% đều sử dụng, dân dùng, đó là chất liệu gỗ gụ. Một số ít chúng ta có thể làm sang gỗ dổi hoặc gỗ mít. Gỗ mít thì giá thành đắt hơn và gỗ dổi giá thành rẻ hơn. Quý vị và các bạn đang xem đây là công đoạn quy trình làm nhẫn, và toàn bộ các công đoạn quy trình sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, cũng như trang chủ fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị có thể tiện theo dõi. Bộ đôi câu đối này cũng có ý nghĩa rất là hay, đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh đối với vế trái tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Ý nghĩa của bộ đôi câu đối này là tổ tiên của chúng ta để lại nhiều công đức thì mong cho muôn đời được thịnh vượng, và con cháu thảo hiền, có hiếu có thảo, báo hiếu với ông bà,
thì sẽ được hưởng các cái vinh hoa phú quý, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Và sau khi chúng tôi làm nhẫn được phần câu đối tiếp theo, đó là làm nhẫn bức hoành phi. Toàn bộ các cái bản chữ này được làm trên nền sâu 1.2 cm và tấm ván là dày 3 cm. Chữ là nổi 1.2 cm, rất dày, có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới. Và khi hoàn thiện sẽ được sơn son thiếp vàng, phủ hoàng kim tới gia đình. Hiện nay chúng tôi đã nhận được rất nhiều các cái đơn đặt hàng hoành phi câu đối trong cái thời gian vừa qua, khi dịch Covid đang diễn biến phức tạp. Và khi hết dịch, cơ sở sẽ bàn giao cho tất cả quý khách được sử dụng các cái bộ sản phẩm được viên mãn nhất, đẹp nhất. Tất cả các công đoạn này đều được làm bằng tay, không can thiệp đục máy, toàn bộ bằng tay hết. Khung tranh phía bao bọc bên ngoài có chiều dày là 7 cm, bản rộng là 10 cm. Xung quanh tấm ván có chạy các cái chữ công, chạy diễu xung quanh và bốn góc bốn lá tây. Chữ thọ ở giữa là bốn cây tứ quý tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Hai phần khuôn ngan là đục cây trúc. Khuôn dài ở phía hậu đó là Louis hoa hồng, và phía tiền trên đó là cuốn thư. Mẫu này cũng được rất nhiều người sử dụng. Chúng ta có thể làm nền trơn hoặc nền chặt gấm. Như trên hình quý vị và các bạn đang xem là ba chữ Hán Nôm được điêu khắc trên nền gấm chữ thập, làm theo yêu cầu của gia đình. Và lát nữa thì chúng tôi sẽ kê thành bộ hoành phi câu đối cho quý khách cùng chiêm ngưỡng bộ đôi câu đối lòng mò. Và video clip này chúng tôi cũng hướng dẫn quý khách khi chúng ta đo các cái đường cột ở tại nhà để chúng ta có thể làm được các kích thước như ý. Khi đo tại nhà thì chúng ta sẽ đo các cái bản cột mà chúng ta dựng lên, chúng ta sẽ tính đường kính và sau đó sẽ cộng thêm 10 cm, thì chúng ta sẽ làm được chiếc câu đối được đúng như ý, ôm cột vừa tròn đẹp. Chúng ta sẽ đo đường kính của phần cột chúng ta dựng nhà, có thể là cột gỗ hoặc cột bê tông, tùy theo từng gia đình. Chúng tôi hướng dẫn rất là chi tiết cho quý vị. Và bức hoành phi ở phía trên, chúng ta có không gian rộng thì sẽ làm kích thước 2m17 hoặc 2m37. Nếu kích thước hẹp, có thể là 1m75 hoặc 1m97, 1m67. Nó thuộc cung số đỏ số đẹp. Và nếu nhỏ hẹp nữa thì là 1m27 hoặc 1m53. Nhưng thường là nhà cột là kích thước rộng lớn hơn thì thường đa số là 2m17. Đây là toàn bộ hình ảnh của bộ hoành phi câu đối lòng mo. Nhiều nơi thì gọi là lòng máng hoặc là ôm cột, cũng đều là một tên gọi. Được điêu khắc trên nền chất liệu gỗ vụ. Gỗ vụ thì đặc điểm mịn và khi hoàn thiện là dễ làm và sáng đều. Khi thiếp vàng rất là nổi. Và vàng có hai loại, đó là vàng Đài Loan và vàng ta. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đối với Yên Lanh, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi chúng tôi trong thời gian vừa qua. Quý khách hàng có thắc mắc gì, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp trên kênh hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Video này đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất hoành phi câu đối lòng mo của chúng tôi. Chúng tôi cập nhật liên tục các cái thông tin mới nhất cho quý khách hàng trên toàn quốc được tham khảo. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.